chào toàn thể anh em chiến hữu thân thương. Nay là đi Phú Yên, có công việc phải đi Phú Yên một chuyến. Trời ngó bộ âm u là như nó sắp muốn mưa hay sao chứ. Không biết Phú Yên nó có mưa rồi đó không? Phú Yên là một cái rốn mưa của mình, của Duyên Hải Nam Trung Bộ mà. Phía trước trời âm u đó, chắc mưa. Mấy anh tay ba lô đi xuyên Việt nè. Đâu? Xe có 50cc mà nó đi xuyên Việt luôn. Phía trước chỗ kia là Điệp Sơn, có 3 hòn đảo, 1, 2, 3. Lúc trước cái chỗ đây còn tắm biển được, nhưng mà da nó kéo mấy cái lồng bè đi vô nè, cho nên là bây giờ chỗ đây nó rất là dơ, nên là cũng ít tắm biển. Trước chỗ đây là cái bãi tắm biển nè. Hôm nay giờ đầu tư lại làm cái công viên bờ biển thiệt là đẹp luôn. Hiện tại là còn rất là hoang sơ. Đây là cái cảng để đi Điệp Sơn nè. Đây, đi Điệp Sơn là đi chỗ này. Cho mấy anh chị em nào cần để đi. Địa phận thị trấn Vạn Dẻ, địa bàn của mình. Sao thấy mình về mà không thấy ai anh em ra chào đón hết. Nói nhã nhã không về anh em chặn đầu đập chết luôn. Hiện tại là trời giá rất là lớn, không biết là ra ngoài phía tu bông kia là giá tới cỡ nào nữa. Nãy giờ đi mà xe nó cứ nghiêng. Hiện tại là giá khủng khiếp, giá mà thổi mà nghiêng xe luôn. Các bạn có thể nhìn bên phía đường là những cái cây nó đang nghiêng theo giá. Giá mà muốn nghiêng cái đầu qua để cho quay mà cũng không thể nào mà nghiêng được. Người ta nói là mưa đồng cọ gió tu bông. Giá ở đây rất là khủng khiếp. Ồ, đồng lúa chín vàng luôn kìa. Đang thu hoạch lúa. Lúa này là vụ đông xuân nè. Đường đây đường đi xuống Đầm Môn nè. Tay đây chuẩn bị lên đèo Cổ Mẻ. Cái khúc cua này là trước kia là từng xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn. Do người ta chạy nhanh quá á. Người ta chạy nhanh quá, người ta không có ôm cua hết. Sẽ đại lãnh nằm dưới kia kìa. Đấy. Vậy bữa mà khi cái hầm Cổ Mẻ và hầm Điều Kẻ nó thông với nhau á, thì trên cái đèo này là chỉ còn xe máy đi thôi. Còn những cái xe lớn thì nó đi dưới hầm. Nó giống như đèo Hải Vân vậy đó.
nếu mà giải quyết được cái hầm của hai cái điều này thì toàn tuyến quốc lộ là sẽ rất là an toàn. Giờ trên tuyến quốc lộ chỉ còn hai cái con đèo này là nguy hiểm nhất. Tí nữa sẽ tới đèo Kẻ. Xã Đại Lãnh là nằm giữa hai ngọn đèo, đèo Cổ Mẻ ở phía nam và đèo Kẻ ở phía bắc. Này là biển Đại Lãnh nè, nằm ngay quốc lộ luôn. Chúng ta đang trong địa bàn của xã Đại Lãnh. Đặc điểm nhận diện người dân địa phương với những người dân xung quanh là người dân ở xã Đại Lãnh này không bao giờ đội mũ bảo hiểm. Ta chuẩn bị lên đèo Kẻ, một trong những con đèo nguy hiểm nhất trên tuyến quốc lộ 1E, với lượng xe lưu thông rất là dày đặc. Nó nguy hiểm một phần là do lượng xe và một phần là khi vào những cái thời tiết mưa to gió lớn là nó rất dễ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đợt vừa rồi nó cũng bị sạt lở mấy lần á. Trên này mới mưa to nè, mưa ướt đường ướt xé hết. Hình như nó mưa khúc từ dưới chân đèo tới xã Đại Lãnh thôi, chứ còn trên đèo nó đâu mưa. Đường khô ren nè, mưa vui ấy. Hiện tại trời đang mưa phùn phùn. Khi nào mưa to chắc dẹp camera quay luôn. Tại vì cái hộp chống nước của mình là mình đã đục một lỗ to để mình nhét cái dây phone vào rồi, cái mic vào rồi, nên là đi quay trời mưa nó rất là rủi ro. Hiện tại thì mưa phùn phùn thì thôi kệ, chơi luôn. Hiện tại mưa phùn phùn khó chịu ghê á. Để qua khỏi cái đỉnh đèo đây là ngừng mặc áo mưa. Thì đằng nào vô trong Phú Yên nó cũng mưa hết. Tại vì phía sau, tại sao không ngừng bây giờ? Tại vì phía sau kia là có một hàng xe container, xe tải mới vượt tụi nó xong. Tí nữa mình ngừng mặc áo mưa cái nó đi vượt qua mình, tí nữa mình phải vượt lại mệt. Một hàng nó đang nghẽn ở phía sau á. Đi đèo là ớn gặp mấy chiếc container, nhất là mấy chiếc chở đá đồ gớm. Nên là phải tranh thủ chạy qua khỏi cái đỉnh đèo đây rồi rẽ xuống đường Vũng Rô đi. Đúng. Chúng ta sắp đi tới một địa danh lịch sử, đó là nơi lưu giữ chứng tích của đoàn tàu không số thời chiến tranh nè. Nơi đây là thờ các anh hùng liệt sĩ của đoàn tàu không số nè. Nơi đây là trước kia là tập kết vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam để đánh Mỹ. Thì Vũng Rô là một trong những cái địa điểm mà được chọn để các tàu nó cập bến để nó chuyển giao vũ khí cho bộ đội miền Nam Việt Nam. Những
những anh chị em nào mà không biết về đoàn tàu không số thì có thể lên Google mà tìm hiểu. Nó có rất là nhiều giai thoại, những câu chuyện lịch sử mang màu sắc huyền bí liên quan tới cái đoàn tàu không số này. Rất là hay, mấy anh em là nên nghiên cứu về cái vấn đề này để mình hiểu thêm về lịch sử của đất nước. Khung cảnh mới mưa xong nhìn mát mẻ, cây cối xanh rì luôn. Chúng ta sắp đi tới ngọn hải đăng Mũi Điện. Mũi Điện là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó là còn có mũi đôi ở xã Đại Lãnh. Thì tại sao nó lại có hai cái mũi, nó có hai cái điểm đón ánh bình minh đầu tiên? Thì tùy vào thời điểm, tùy vào mùa mà Mũi Điện sẽ đón bình minh trước, và có mùa là cái mũi đôi nó sẽ đón bình minh trước. Hiện tại thì vẫn có chưa có cái sự thống nhất nào để nói là Mũi Điện là cực đông hay là mũi đôi ở Đại Lãnh là cực đông. Thì nói chung là mình cứ chấp nhận là đất nước có hai cái điểm cực đông. Thì ra tùy vào từng thời điểm mà nó đón ánh bình minh khác nhau, cho nên là nó có thể là nó sẽ có cái sự chênh lệch, nhưng mà thôi kệ đi. Theo như mình biết là nó là như vậy. Đang đi trên công trình cầu Đè Nông. Cầu Đè Nông là một trong những công trình sai phạm lớn ở thị xã Tuy Hòa trước kia. Cái công trình này là để làm cho giám đốc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất của cái huyện này nè bị cách chức và phải đi tù liên quan tới những cái vấn đề về tham nhũng hối lộ rồi đấy. Đây là đường đi sân bay thành phố Tuy Hòa. Đường rất là rộng và rất là thông thoáng. Đường này mà tối mà mấy anh chị em mà đi đua xe là rất là phê nha. Đường cực kỳ rộng luôn mà thẳng tưng à. Đây nè, khúc này mà mấy anh đi phân khối lớn người chắc thích lắm đây. Đường rộng thẳng tưng mà vắng teo, chả có ai hết. Đó, các bạn thấy không? Nó thẳng tưng, xe tít tắt luôn.
cầu gì? Cầu Hùng Vương. Cây cầu bắc qua dòng sông Ba. Cầu dài khủng khiếp. Trên cái khúc sông Ba này có ba cây cầu lớn, là cầu Hùng Vương, là cái đường mình đi đây, cầu Đà Răng, là cái cầu ở giữa là cái cầu cũ á, và một cái cầu ở phía trên kia nữa, ở phía trên đường quốc lộ á, là cái đường đó nó đi vòng qua thành phố Tuy Hòa, nó không có vào trung tâm thành phố mà nó đi vòng ở phía ngoài á. Thì trên cái dòng sông này có ba cây cầu khủng khiếp như vậy nè, nó dài như vậy luôn nè. Rồi, đã vào được thành phố Tuy Hòa rồi. Vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh. Đây là bánh bèo mâm. Đây là trung tâm thành phố Tuy Hòa. Tuy là mang tên thành phố nhưng mà thấy cuộc sống nó rất là thanh bình, êm ả. Mà điều khí hậu ở đây hình như nó hơi lạnh so với ở Nha Trang hay sao á. Đây là đường biển ở thành phố Tuy Hòa nè, rất là hoang sơ, còn rất là hoang sơ. Nhìn chung thì biển ở thành phố Tuy Hòa là nó nguy hiểm rất là nhiều lần so với biển ở Nha Trang. Tại vì dù gì ở Nha Trang là nó nằm trong một cái vịnh, cho nên là sóng rồi nó cũng đỡ. Chứ còn nha, ở Tuy Hòa là nó tiếp giáp luôn với hải phận quốc tế luôn. Cho nên là cái biển ở đây sóng nó cực kỳ lớn và nó có những cái dòng nước xoáy rất là mạnh. Cho nên thường thường người ta ít khi tắm biển ở Tuy Hòa lắm. Nếu mà biển ở Tuy Hòa là được ngon á, mà nó có cái vịnh nào mà chi chở thì tiềm năng du lịch ở Tuy Hòa cũng khá là lớn á. Nhưng mà ở đây thì cái biển thì có nhưng mà không có tắm được, tắm nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm gấp nhiều lần so với thành phố Nha Trang. Biển sâu, sóng lớn, có nước dòng nước xoáy rất là mạnh. Cho nên là việc phát triển cái bờ biển ở Tuy Hòa là cũng chưa được đẩy mạnh, rất là hoang sơ, các bạn thấy không? Hai bên rừng dương bạc ngàn luôn. Còn trong khi đó thì ở Nha Trang cái đường biển là tắc đất tắc vàng. Các bạn đi tới Nha Trang đi cái đường Trần Phú rồi đó là các bạn thấy khách sạn rồi san sát nhau. Như chính quyền cũng đang quy hoạch lại cái bờ biển ở thành phố Tuy Hòa nè, thấy đang có những cái sửa chữa nè. Đây là quảng trường ở thành phố Tuy Hòa, quảng trường 1 tháng 4 là ngày giải phóng tỉnh Phú Yên, giải phóng thành phố Tuy Hòa. Thì ngày 2 tháng 4 là giải phóng thành phố Nha Trang. Thì Nha Trang lấy ngày 2 tháng 4 đặt tên cho quảng trường. Thì ở Tuy Hòa thì lấy ngày 1 tháng 4 là ngày giải phóng Tuy Hòa để đặt tên cho quảng trường ở dưới biển này. Cuộc sống ở đây thì nhìn chung nó cũng rất là thanh bình, mang tiếng thành phố nhưng mà cũng rất là thanh bình, êm ả, không có xô bồ như ở những cái thành phố khác. Bằng chứng là đường phố là rất là rộng rãi, người đi thì cũng rất là ít. Nhìn chung là người dân ở Tuy Hòa với lại Bình Định là thường thường là vào Sài Gòn họ lập nghiệp hết rồi. Những cái đợt mà sau khi nghỉ Tết xong là cái lượng xe 78, 79, cái lượng 78, 77 á, mà những cái chiếc xe khách giường nằm á, chạy tấp nập trên đường luôn. Thì cũng cho thấy một phần là người dân ở đây là họ tìm đến những Sài Gòn là hết rồi. Họ không có ở quê nhà nhiều. Nói chung để tồn tại ở quê nhà đây là thường là phải là nhà có cơ cấu, con ông cháu cha quen biết thì mới ở đây làm việc được. Còn không thì phải đi vô Sài Gòn để tìm một cái cơ hội nào đó. Cho nên người dân ở đây thì nó cũng ít, nó không có đông đúc.
đất đó, đất nghĩa địa đó mà cá sấu nó đã nha. Ngoài nội đi qua dốc qua kia rồi chỗ mấy cái nghĩa trang đi ngang hồi nãy á. Mày khúc. Đây là cánh đồng Vạn Phú nè. Cánh đồng Vạn Phú mà lúc qua cái đoạn intro trên mạng á là quay ở chỗ đây nè. Đây là hình ảnh của cánh đồng lúa tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh. Mọi thứ 10 ngàn một dĩa hả? 10 ngàn một dĩa ấp. Ăn phủ phê luôn. Đang cãi nhau luôn. Đã về được tới thành phố Nha Trang sau một chuyến đi dài. Xin cảm ơn các anh chị em đã đồng hành với mình trong suốt thời gian nãy giờ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.